Chào các bạn nhé. Máy hàn một bo mình sẽ sửa với cái lỗi là không lên nguồn các bạn ạ. Dạo này mình sửa máy hàn là nhiều hơn sửa biết từ các bạn nhé. Máy thì xác rất là to nhưng mà cái bo thì bé tẹo, nhưng bo này nhìn còn được các bạn ạ. Đây là những chiếc máy hàn mà đa số là mình nhận sửa lại của thợ điện cơ, tức là cửa hàng họ bán cả máy hàn các thứ ấy, sau đó là bị hỏng thì người ta lại quay trở lại đấy, hoặc là người ta nhận sửa cả máy hàn các bạn ạ. Nhưng đẹp cho mình nhá. Đây, vừa nhận một đống kìa. Thì con này thấy bảo là không vào điện đó, và con này nó chạy con IC nguồn là không phải là NLK626 đâu, bởi vì chúng ta thấy nó xuất hiện PC817 này. Đấy, chúng ta thấy nhiều kiểu thiết kế lắm. Thì bây giờ mình sẽ ghim điện xem tình trạng nó như nào nhá. Và đầu tiên thì ghim thì mình sẽ ghim qua bóng, thường sửa máy hàn điện tử này mình sẽ ghim qua bóng 200W. Với những cái máy hàn một bo này chúng ta để ghim bóng qua bóng 100W cũng ok các bạn nhá. Nó vẫn có khởi động chạy bình thường, bởi vì ở chế độ không tải mà phần công suất hoạt động thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 20W là cùng thôi, nên cái bóng 100W vẫn đáp ứng được bình thường. Còn chạy móc phét thì có khả năng là bóng này sẽ sáng hơi hồng hồng nhá. Đây mình ghim điện này thì không thấy gì cả, mình không thấy cháy nổ gì, mình vừa soi qua rồi. Để bật công tắc này, đấy giời, không nên gì, không chạy gì cả các bạn nhé, không lên nguồn được cũng thế thật các bạn ạ. Thì bật mà cái bóng điện này nó sáng như thế tức là nó nạp điện, thì loại trừ dây đứt, công tắc hỏng mọi người nhé. Nhiều trường hợp những cái đấy là ban đơn giản. Thì mình thôi rút điện để xả tụ đã cho đỡ giật, không đo đạc qua một chút nhá. Rồi con này nó có keo phủ ẩm nên tụ này đang tích điện rất là cao đấy các bạn ạ, nên mình phải dùng bóng điện mình xả. Và để xả nó thì mình vừa mới dùng mỏ hàn để mình cà cho nó hở cái thiếc ra thì mình mới xả được tụ nhá, không thì nó có keo phủ ẩm không xả đâu. Đó, chúng ta thấy bóng điện nó sáng đấy là do nó tích tụ đấy, tụ tích điện đấy, chứ không cẩn thận là chúng ta sờ sẽ bị giật nhá. Đây là cái biện pháp sửa làm an toàn nhá, bởi vì dàn có dàn 6 con tụ này nó tích điện cơ mà. Thì nhìn con máy hàn này thì là nó sử dụng hai con IGBT này và có một con cầu chỉnh lưu, được có cái nhôm ở đây để tản nhiệt cho nó, cầu chỉnh lưu nhá. Còn đây là diốt chỉnh lưu ra dòng hàn, biến áp động lực IC3525, chắc là IC dao động, ICLM358, và có hai con led, chắc là liên quan, nếu mà led sáng là liên quan đến lỗi. 358 này là một cổng sẽ xử lý VR chỉnh dòng, và một cổng nữa là xử lý cái tín hiệu ER sun này về nhá mọi người nhá. Rồi đây có con IC chắc là 7805 hạ ra 5V nuôi cho cái mặt hiển thị đằng trước ấy các bạn ạ. Ở đây có hai con 4688 là lái biến áp chia xung. Còn đây là con IC dao động, à con IC nguồn, mình chưa biết là con IC gì đâu, nó sạch cực kỳ, mình vừa mới lau qua mình nhìn hình như là con này không in tên. Đấy, video này chúng ta cho trong ra tham khảo là nó không in tên nhá. Thì để mà biết được bên thứ cấp hỏng hay bên thứ cấp thảo hỏng ấy thì mình sẽ sử dụng bộ cấp nguồn. Con này thì mình nhìn thấy hai con diode này chỉnh lưu song song nhau thì chắc là mạch nguồn này chỉ ra 24V thôi nhá. 24V hay bao nhiêu nhỉ? Nó lại ra cao hơn thì chết. Thì như vậy là phải, đây là phải là con 7812 chứ nhỉ các bạn. 7805 mà. Tôi thấy cái mạch này nó lại ra 24V thì 5V hạ cho 12V cho con này nó ở đâu? Mọi người. Cho con 3525 này. Chờ các bạn, chờ mình nhìn xem nó ra hai mức hay bao nhiêu nhá. Nó có hai con diode này này. Hai con diode này song song nhau chỉnh lưu ra đây và lọc trên con tụ này, mỗi con tụ này lọc thôi. Sau đó nó vòng ra cho rắc này ra cho quạt. Sau đó nó đi qua con 3308 này, chắc là tới chân in của 7805 này. Thế như vậy là cái con 3525 này chả nhẽ nó chạy trực tiếp nguồn 24V này. Nên bây giờ mình cứ dùng VR, dùng biến bộ cấp nguồn mình chỉnh ra chỉ 15V thôi nha, để xem thế nào. Như cái mạch khác ấy, nó sẽ có mạch ra 15V đấy. Thì đây là dương này, đó, đây là âm nhá. À, đo nó không chậm đâu nhá các bạn nhá. Đây là đo này, đây là mát ở bảy lưng 7805 nhá, với chân này, này đấy, đo nó không chậm đâu. Giả sử nó chậm này thì con IC chuyển dàn ngắt thì nó không chạy đâu. Con này mình nghi là hỏng bên thứ cấp, mình ghi điện này, đấy, quạt chạy vù luôn. Như vậy là cái con này, con IC này nó chạy bao nhiêu volt nhỉ? Bình thường là nếu mà chạy ra 24V này nó sẽ có con 7812 để hạ ra 12V nuôi cho nó cơ. Và là nếu mà mạch mà nó ra 24V mới ra một cái nguồn 15V thì cấp 15V cho nó cơ. Nhưng mình chưa biết là con IC này nó chạy nguồn bao nhiêu. Thế nó chạy trực tiếp 24V à? Hay mạch này nó chỉ ra 12V. Mình đo thử chân VC của nó nhá. Hình như chân VC của nó là chân này này.
Đấy 15V này. Thì là cấp trực tiếp à? Như vậy là khả năng con này ra 15V thật đấy. Không rõ có được không, nhưng thôi để tí sửa để tính tiếp nhá. Như là phần phần thứ cấp không sao đâu. Mình nghi ngờ hỏng bên sơ cấp nhá. Và bây giờ ghim điện là test thử. Ghim điện là đo đạc thử nhá. Mình ghim lại này, bóng này nó sẽ lại sáng này các bạn nhá. Vừa nãy sửa lâu lắm rồi mình lôi welcome ra là dùng. Vừa nãy sửa trước cái video này mình sửa một con máy hàn. Thợ nó đi công trình nó rơi đập nên nó bị gãy cái đoạn này. Đó, nó gãy cái đoạn này rơi mất một bên của R-San ra. Nên là mình dùng một con welcome kia để mình quấn dây đồng dây mỏ hàn đứt của mình này, dây mỏ hàn sung đứt của mình. Quấn dùng hai cái sợi này. Quấn vào hàn cực ngấu luôn. Còn hơn cả phíp đồng của nó luôn các bạn ạ. Đây, welcome mình hàn được những cái vị trí như thế các bạn ạ. Mình ghi điện nhá để mình đo đạc thử nhá. Bóng điện này sẽ nhá sáng đấy. Chưa bật công tắc. Đó. Nó lạp tụ đấy nhá các bạn nhá. Thì nó đang ăn không phải mấy watt kia rồi. Không có điện áp hàn ra đâu nha các bạn nhá. Thì mình nhìn có vẻ như cái cọc này là cái âm ra này, âm của 300V này. Thì cái bên này là cái dương của 300V đấy. Đó, 300V các bạn nhìn được 300V không nhỉ? Ok nhá. Sau đó là cái 300V đấy mình thấy có hai con tụ 104 này. À hai con điện trở 104, 104 kiểu như là điện trở mồi ấy. Mồi không có gì cả. Không có điện áp gì cả. Hy vọng là con điện trở mồi cháy, con 104 cháy kìa. Rút điện để xả điện đó nhá. Như vậy là con này hỏng bên bên sơ cấp nhá các bạn nhá. Con IC này chết thì có thể độ thôi. Mình có PC kiểu gì có cái khẩu độ. Hoặc là chúng ta có thể mua cái adapter, mình có rất nhiều nhá. Mình có nhiều cực kỳ ấy, trước mình mua theo cân. Nguồn 24V 1,5A hay sao ấy. Nên mình độ được đấy, nhưng mà mình sẽ sửa tận gốc độ IC trên này luôn, chứ mình cũng chả dùng đây này. Mình mua rất nhiều cái bo này. Rất nhiều bo sống luôn, 24V mấy và 1,5A hay là 1A ấy. Mục đích về để độ những cái máy hàn mà phải cái mạch nguồn mà nó lỗi chết cả pin áp mà không có pin áp đấy các bạn ạ. Nhưng mà để xem con này như thế nào nhá. Còn bây giờ phải kiểm tra xem cái con IC này tên nó là gì các bạn ạ. Để xem tên nó đã. Xăng rửa nha các bạn nhá. Nào thử xem có tên không. Ôi. Mở gì đấy? Ừ đây chờ cho anh tí. Tiếp nha các bạn nhá. Trên thân của nó không hề có tên tuổi gì đâu. Mọi người ạ. À, trên thân của nó là trắng xóa luôn. Ông Trung Quốc ông ấy chơi trò củ chuối lắm, không có tên thương hiệu gì đâu. Mình đoán là bên trong cấu trúc lõi bên trong của nó chỉ là một con IC nguồn thông dụng thôi. Với công suất mà con này nó đáp ứng được chắc là chỉ vài chục watt các bạn ạ. Nhưng mà ông Trung Quốc ông ấy sản xuất ông chẳng có tên gì đâu nhá mọi người nhá. Đây là PC87 thì có tên này. Không có tên đâu nhá mọi người nhá. Thế bây giờ thì với mình nhìn thử nhá. Mình nhìn này. Thì cái chân 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 5 6 7 8 dính nhau đó là chân D của móc phép công suất rồi. Rồi cái bên này thì chả nhìn được các bạn ạ. Ở đây khả năng là đây là chân S này, nó đi qua con 10 là chân con điện trở có dòng. Thôi để mình hút hở nó ra hẳn đi. Mình hút hở nó ra hẳn này. Rồi mình sẽ cho mọi người tham khảo về cái cấu tạo cái chức năng chân của nó một chút nhá mọi người nhá. Các bạn chờ một chút. Không hút được rồi. Cần phải tăng nhiệt mỏ hàn lên. Hút khó ghê, tăng lên rồi mà.
dính các bạn ạ. Phải in hai lớp mà. Đó, đã già nha. Chả biết là tên của IC nó là tên con gì. Chả có tên luôn. Đây các bạn chờ mình chút cho mọi người tham khảo về cấu tạo. Đây cho mọi người xem là nó không hề có tên gì đâu nhá. Cái nó trắng xóa, nó chả có tên gì đâu, tức là họ bỏ cái công đoạn là in tên rồi. Mọi người nhá. Đó, vừa vẽ ra cái mạch như thế đấy. Con IC mình gọi là không tên nhá. Chân 1, chân 2, chân 3, chân 4, chân 5, chân 6, chân 7, chân 8 thì 5, 6, 7, 8 nó dính vào nhau, nó là chân D đi. Chân D có móc phét đi nhá. Và nó đi có chân 2 đi có con 1R0 về mát thì đây khả năng đây là chân S nhá. Chân 1 của nó thì nối với chân 4 của chân 3 của PC87 nhá. Thì tương đương nó là mát toàn mạch thì như là chân 1 chân thoát mát cho bộ tạo dao động. Các bạn ạ. Chân số 3 của nó thì chúng ta sẽ nhìn này. Ở đây là 300V nhá, đọc trên dương cho tủ này này, 300V này, nó được hàm bên dưới 300V nhá. Nó sẽ đi qua 104, đi qua 104 tới đây. Tới vị trí chân số 3 này này. Các bạn ạ, tại chân số 3 nó lại có con 1002, tức là con 10K về mát. Đó. Thì chân đấy trên cái đường đấy nó mạch bên kia nó sẽ tới cực dương con tụ 50V 10mm 50V 47mm này. Đó chính là tụ lòng nguồn VEC nhá. Đây là con tụ mình viết ở đây, vẽ ở đây này. Nha mọi người nhá. Thì đó chính là hai con điện trở mồi. Sau khi nó mồi xong nó có một cái quận làm việc nữa, có quận tạo nguồn nuôi nữa này. Thì cái súng dương đây này được chỉnh như qua con 4148, mình đoán là 4148, sau đó đi qua con 100. Là con 10 ohm, 100 là 10 ohm nhá. Phản hồi ngược trở về nguồn nuôi. Các bạn nhá. Vừa nãy mình đo tại vị trí này này không có điện áp này. Thì may mắn ấy, thì có khả năng ấy, là do tụ một điện trở mồi bị đứt thì nó cũng không chạy. Nhưng đôi khi nó chập trong chơi có IC này thì dẫn tới là nó lấy hết cái nguồn thì cũng không chạy được các bạn nhé. Còn đây là nguồn phản hồi về. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy chân số 4 này này là chân FB. Chân số 4 này nhá, nó sẽ đi ra tại chân số 4 của PC87. Nó là mạch bên kia nhá. Và tại chân của nó có một cái tụ, mình đoán là tụ 104 dập những cái xung nhiễu. Mà mạch điện của nó rất là cơ bản luôn nhưng nó đi C không tên nhá. Còn bây giờ nhá, mình sẽ ghim điện thử và mình sẽ đo đạt xem có nguồn tại đây không. Vừa nay là đo tại đây không có này, bây giờ tháo ra đo thì áp rất là cao đấy, nhưng có con 10K này nó dập mát thì nó cũng không cao đâu. Nếu mà nhiều trường hợp là nó không có con này đâu, là chúng ta đo nó sẽ xung đỉnh, nó có khi đến 300V ở đây nhá các bạn nhá. Bởi vì chúng ta sẽ hiểu rằng nó đi như này, nó nạp thì nó nạp đến đỉnh luôn. Chứ nếu mà không phân áp phải mát, đây phân áp phải mát thì ok đấy. Và nhiều bạn tháo IC dao động ra đo nguồn này rất là cao và chờ là lâu, để lâu ấy, khả năng con tụ này sẽ bị thông và sẽ chết nhá mọi người nhá. Nên con này vì nó có con 10K đây rồi, 102, nên do đó mình sẽ nghĩ là nó sẽ không lên cao đâu. Rồi sẽ cho mọi người trải nghiệm nhá. Cứ để yên như này được luôn đấy nhỉ. Để mình lấy một cái dây để mình kẹp mát cho cái máy của mình, cho cái đồng hồ của mình kẹp mát. Đây là mát, đây này, mát của 300V đấy. Đấy, như thế để đỡ chạm vào 300V đi. Thay cái bóng xuống 100W để cho nó đỡ nguy hiểm. Đang sửa một cấp trước cơ mà. Bắt đầu mình ghi điện nhá. Và để đây để cho mọi người nhìn là mình đo chỗ nào, các bạn sẽ biết được nhá. Zoom xuống một chút nhá, cho nó rộng một chút. Đây nó có là con tụ 103 này. Con điện trở 104 này, 100K này. Con diode này là ba linh kiện dập xung ngược nhá. Con này mình đang đoán chất IC. Mình ghi điện nhá. Và đo nguồn VC luôn nhá, đo tại đây này. Vừa nãy đo đây là mất điện lại không có đấy, hay là do vừa nãy là không ấn nó không dính. Nó có keo mà. Cũng chả có này, nên nó chết thật không? Các bạn. Không có thật này các bạn. 300V nó có chưa nào? Ôi giời ơi. Chết, đang chưa kẹp mát cho đồng hồ, mới kẹp cái này thôi chứ chưa kẹp mát. Các bạn ạ, thả nào không có đo không có điện áp. Đây phải có 300V rồi nhá. Đó. Thì tại đây phải có điện áp. Ôi, điện tận 25V rồi, các bạn thấy chưa? Nó đang giảm dần nhá. Tóm lại là có điện áp rồi. Con này chắc là chiếc IC thôi. Đây, để kiểm tra qua một vài con nữa để bắt đầu kiểm tra một vài cái thứ nữa. Đôi khi là FB tụ một FB chập thì nó bị mà xả điện nhá.
tụ điện ghê lắm các bạn ạ. 4 con 6 con tụ này nó tích mà. Ok nhá. Và bây giờ thì có thể đo được như này này. Ví dụ như cái mạch này, ví dụ như PC mà chập 43 thì không có nguồn ra. Các bạn nhá, tụ này chập cũng thế nhá mọi người nhá. Con DC kia thì chắc là không chết ấy đâu, không chết DS đâu, chết DS nó sẽ lỗ cơ các bạn ạ. Chết chập DS này nên được lỗ thôi, mình chẳng đo IC nữa. Thì mình để thang đo 10K đi nhá. Mình biết mát nó ở cái chỗ này rồi nhá, mình đo tại chân FB. Mình đo mát và cái chân FB này. Nếu mà đo ấy, mà nó lên và không xuống lên ấy, thì đã tức là nó bị chập con này hoặc chập con này. Còn nó mà nhích kim lên cái rồi ngắt ấy, thì tức là con tụ nó đã lạp nhá mọi người nhá. Con tụ bé bé này. Mà chính là con tụ đây này, bắt đầu mình đo này. Chả lạp cái gì luôn, tụ 102. Đấy, tụ 102 rồi, ngoài tụ 104. Chúng ta nhìn nha, kim nhá, đồng hồ nhá. Đấy, nó nhích như thế. Như vậy nó không chập. Còn nếu mà đo từ mát về đây thì kiểu gì nó có độ dò từ E sang C của con PC cho xem. Đấy nhá, đo thử nhá. Cũng chả dò luôn cơ. Các bạn ạ. Cũng chả dò luôn. Thôi kệ đi, chắc là không chết đâu. Con một ôm này nó cháy không? Không cháy các bạn ạ. Như vậy là chết. Kiểu IC chết ngắt rồi. 5L0380 Hân Hạnh tài trợ nhá các bạn nhá. Để mình lấy con 5L0380. Như mình nói rồi nhá, con này chúng ta có thể độ được cái nguồn 24V vào được. Các bạn nhá, mình đang nghi ngờ ra 24V nhưng để xem độ IC đã để xem nó ra bao nhiêu. Các bạn chờ mình nhá, để mình lấy 5L0380. Kiếm cái tản nhiệt cho nó bền các bạn ạ. Thực ra chả cần tản nhiệt mình nghĩ vẫn chịu được. Đây là 5L0380R, mình mua giã máy chân nối nhá, nó là chân nối các bạn nhá, chứ không phải chân zin của nó đâu. Nhưng có con chạy con không đấy, nhưng mà đa số là chạy. Chả biết là mua giá 8K hay 5K ấy, các bạn ạ. Mua ngày xưa mua vẫn còn, còn 3 con nữa, vừa tìm 3 con nữa. Thấy 3 con nữa. Và mình tính chính cho mọi người một số máy hàn điện tử nó cũng dùng con 5L0380 rồi nhá. Con này điện áp chịu đựng của nó DS của nó nên tận 800V nên nắp máy hàn rất ok luôn nhá. Xung đỉnh của nó không, chúng ta thấy những cái chiếc máy hàn khác nó dùng con K3878 ấy thì điện áp chịu đựng của nó con móc két ấy, K3878 hay sao ấy, mình không nhớ. Con đấy hình như đúng là K3878 ấy, là điện áp chịu đựng của nó tận 900V đấy các bạn ạ. Thì chân của nó sẽ như này. Chân 1 là chân GND thì chúng ta đấu với chân 1 của con này luôn nhá. Để đó chính là âm 300V nhá. Đây là dương 300V mà. Chân 2 chính là chân D của nó phép, thì chân 2 chúng ta sẽ đấu vào chân 5678 này. Để dòng chảy nó chính là từ chân 2 đi về chân 1 nhá. Con này không có chế độ bảo vệ trước kìa, điện trở bảo vệ có dòng bên ra ngoài kìa. Có thể nó sẽ bảo vệ quá nhiệt hoặc bên trong các bạn nhá. Tiếp tục chân số 3 của nó là chân VGC. Chân VGC thì chúng ta sẽ tương nó vào chân số 3 này luôn. Chúng ta sẽ thấy nó chuẩn luôn nhá. Ô, chân 1 là GND. À, chân 2 ngược lại rồi, chân 2 không phải. Chân 3 của nó thì nó là VCC nhá, là một nguồn nuôi cho nó. Và con này thì nguồn nuôi nó rất là ok, 24V nó vẫn chịu được bình thường các bạn nhá. Và chân 4 của nó FB thì đấu vào chân 4 của nó luôn nhá. Đấy, như thế thôi, mình sẽ đấu đúng trên như vậy và cho chúng ta kết quả. À, ngày xưa ấy, thời đầu DVD mà nó chạy có thể chạy được điện áp 100V ấy, thì nó cũng chạy 5L0380 này. Và mình nhớ là cái thời đấy là con điện trở mồi của nó, một số model của thằng California hay gì là con điện trở mồi của nó chạy nguồn nó chạy con 5L0380 này. Nó dùng con điện trở mồi chỉ có 120K thôi nên nó cứ nóng vàng mất cả màu luôn các bạn ạ. Nên do đó mà con này điện trở mồi của nó là hai con 104 đấu song song nhau là 200K thì đẹp quá rồi các bạn nhá. Chúng ta có thể thay điện trở mồi lên 800K hoặc 1M cũng được, nhưng mà cái thời gian mồi nó lâu, khởi động lâu bởi vì thời gian nội trở nó cao ấy. Thì là cái thời gian mà nó tăng nó sẽ lạp lên và nó sẽ lạp trên con này, bao giờ nó tăng trên 12V thì bắt đầu con này mới khởi động chạy các bạn nhé. Còn dưới thì lâu, nên chúng ta lắp con điện trở 120K thì cắm cái nó đã nạp đủ rồi, nó đã đủ đi áp tăng lên đủ để 12V nó chạy ngay rồi. Nếu là hai con này thì thời gian nó lâu hơn một chút, nhưng tóm lại là không cần thay thế cái gì cả, cứ táng nó vào rồi kết quả nhá. Bây giờ bắt đầu cho mọi người trải nghiệm luôn cái đoạn này nhá. Một là lối mát thì như vậy là cũng đắp lắp được kiểu chiều này rồi, lắp theo kiểu như này rồi. Là chân 1 mình sẽ bẻ ra đây. Đó, chân 3-4 đúng luôn đấy. Chân 2 ở đây đi. Đấy, giờ như vậy là chuẩn đấy các bạn ạ.
Các bạn ạ, mình đấu như này là chuẩn luôn nhá. Chân 1 thì là vào chân 1 là này. Chân 2 thì đi vào 5 6 7 8 này. Chân 3 đúng chân 3 luôn. Chân 3 đúng chân 3 luôn, chân 4 đúng chân 4 luôn nhá. Đây để xem nó chạy không. Và tại sao mình là có bạn nào hỏi tại sao hãng họ không dùng con IC5N0380 này mà họ dùng con kia? Bởi vì mình nghĩ là chi phí sản xuất con kia rẻ hơn con này. Các bạn ạ. Và họ thích như theo kiểu độc quyền, kiểu đồ trò. Đấy, cắm đúng như thế luôn. Các bạn nhé. Không chạm chạm gì cả. Chân đã tới được lên trên này rồi. Ôi, máy đang báo hết pin. Chờ mình thay pin. Đã thay pin xong. Thay nhanh không rồi các bạn, rút ra cắm vào. Ok nhá. Bây giờ xem kết quả. Cắm quạt vào luôn đi. Em nhìn lại nhá. Chân 3 là VGC đúng luôn, chân 3 là VGC. Ngon chuẩn. À, xem kết quả nó ra bao nhiêu vôn nhá. Kẹp mát vào đây đi. Kẻ mát cho đồng hồ ấy các bạn. Mình đoán ra 24V chả nhé, con này chạy trực tiếp 24V à, hơi vô lý nhỉ các bạn nhỉ. Đây đo trên này nhá. Đo nguồn ra đấy các bạn nhá, bắt đầu mình ghim điện này. Còn cái gì nhỉ? Không. Đã ghim điện. Đã chạy. Ôi 25V luôn. Nó nói FB thông qua con DZ này mà nên nó thế nhá. Đã chạy ok nhá mọi người nhá. Như vậy là con này, con lần đầu tiên mình gặp con máy Hà này là nguồn cho con 3525 chạy trực tiếp nguồn 25V luôn các bạn ạ. Như vậy là nó có nhiên liệu, nó có tỏi nhanh không các bạn? Đây này, nguồn của nó là chân này này. Đấy, chạy trực tiếp 25V luôn, vãi nhỉ các bạn nhỉ. Kinh khủng nhỉ. Không, đi qua Hàn qua này, đi tới chân in của 7805 để hạ ra 5V này nuôi cho con vỉ mặt thôi. Ô, à đây vào vẫn là 25V vì hạn qua con này không được bao nhiêu cả. Các bạn nhé, 5V ra bên kia, 5V ra bên này này. Đây, cạo cạo. Đã nhìn được để đo được 5V cho chúng ta tham khảo. Đó, 5V ra đấy các bạn nhé. Và nó đã có nguồn ra rồi đây này các bạn này. Đấy, đang có nguồn hàn ra nhá, mình đang đo ngược thôi. Đây, cho xuống hết cỡ này. Khởi động hơi lâu, cắm vào một lúc nó mới khởi động được, mình rút điện ra này. Bởi vì là nó sẽ phải mồi qua là hai con là 200k, sau đó tích trên con tụ 47mm luôn, chứ không phải là 10mm nên nó hơi lâu một chút. Các bạn nhá. Có tí ấm ấm một chút thôi, mình nghĩ là ok, đáp ứng bình thường. Các bạn nhá. Cắm lại này. Bây giờ cắm trực tiếp được nhá, các bạn nhá. Đây, cho mọi người xem này. Vừa nãy cắm quả bóng đèn để test thử thế nào thôi mà. Đây cắm nhá. Đấy, nó lổ dã man luôn, nó lổ đánh nửa ấy. Bởi vì bản chất là con này là không có PTC giảm dòng nạp dơ le thứ gì cả, mà cắm trực tiếp phát nó nạp trên cái dàn tụ ấy luôn, nên nó mới kinh khủng như thế các bạn nhá. Và nguồn ra thì ok luôn. Đó, ôi bây giờ nguồn ra là 7 mấy V này. Vừa nãy mình cắm quả bóng đèn nó sụt áp ấy các bạn ạ, không đủ 300V đấy các bạn nhá. Như vậy là mình đã xử lý xong một chiếc máy Hàn với cái lỗi là không lên nguồn. Nguyên nhân của nó là hỏng một con IC nguồn với con IC nguồn của tàu là IC không tên. Và mình đã có phương pháp là độ sang con IC thông dụng trên thị trường, đó là con 5N0380, và không phải cải tiến bất kỳ cái gì cả, là chúng ta dò đúng chân, chúng ta phi nó vào là được nhá mọi người nhá. Mình cũng hay nói cho mọi người rồi, mọi sự hỏng hóc nó là khác nhau ấy, thì đây chỉ là những cái video để mang tính chất tham khảo cho chúng ta, cho chúng ta tham khảo một chút thôi. Và hôm nay lần đầu tiên mình gặp đấy, một con máy Hàn một bo mà nguồn cho con 355 trực chạy trực tiếp nguồn 25V luôn, 24V luôn các bạn ạ. Có lẽ là trong vẫn theo cái ngưỡng chạy của nó được các bạn nhé, nên nó chả sao cả. Đáng lẽ như một số cái máy Hàn khác ấy, thì nó sẽ 25V này nó sẽ đi qua 7812 hạ ra, hoặc là 7815 hạ ra 15V mới nuôi nó. Sau đó là từ cái 7815 hoặc 7812 đấy, nguồn 12 15V đấy
hạ ra qua 7805 này, hạ ra 5V nuôi con này, nuôi cái vỉ mặt này. Nhưng mà riêng con này thì nó tiết kiệm một con 7812 các bạn ạ, dã man thật. Thôi kệ thôi, sửa được thì có thu nhập thôi, còn đâu mình biết là cái đồ này nó cũng chả bền đâu mà. Đồ máy một bo dòng rẻ tiền mà các bạn nhá. Video thì kết thúc nhá, chào các bạn.